Ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, nhiều tháng qua, công an phường 22 quận Bình Thạnh tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm liên quan nhiều bị hại. Đặc điểm chung là các bị hại có làm quen một thanh niên qua Zalo. Thanh niên này mời họ đi ăn uống tại những khu vực sang trọng, sau đó cho nạn nhân uống thuốc gây mê rồi cướp tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Bình Thạnh phối hợp công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra, bắt giữ Phạm Nguyễn Phương Đông ngay sau khi Đông thực hiện vụ cướp tài sản với thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào bia của nạn nhân xảy ra tại một căn hộ ở thành phố Vũng Tàu. Tại cơ quan điều tra, Đông khai thông qua mạng xã hội Blue, một dạng mạng xã hội dành cho người đồng tính nam để tìm kiếm, làm quen với con mồi, sau đó hẹn gặp mặt, mời họ đi ăn uống và cho thuốc mê vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh để cướp tài sản. Bằng những thủ đoạn tương tự, Đông đã thực hiện thành công nhiều vụ cướp tài sản xảy ra ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu, chiếm đoạt của các nạn nhân nhiều điện thoại có giá trị, đồng hồ, trang sức và hơn 155 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Đông còn khai nhận dùng thủ đoạn mượn điện thoại di động của nạn nhân và đề nghị cung cấp mật khẩu điện thoại để nghe nhạc, sau đó nhờ nạn nhân đi mua đồ giúp, rồi chiếm đoạt điện thoại, tiền từ tài khoản của các nạn nhân.